sau màn chào sân rực rỡ. Sau đó Ngôi sẽ đưa khán giả đến với những câu chuyện về tình cảm gia đình của người nghệ sĩ trong chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành. Ý nghĩa nối ngôi được thể hiện cảm động, sâu sắc và chân thành. Cái tâm, cái tài và cái tình và cái tuệ, bốn chữ mà con có hết bốn chữ đó. Con được cưng chiều ngay từ nhỏ. Khi mà con có tiền, con có danh tiếng, con chỉ mãi con lo chơi thôi. Sau Nối Ngôi tập 2 Ơn Nghĩa Sinh Thành phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 12 giờ thứ sáu ngày 2 tháng 6 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.